Đây bên đây thì có con cô le của Mỹ nè. Đây 14 ngựa, 14 HP. Ồ sách hướng dẫn nó dày vậy nè, 200 trang. Đặc biệt cái đời cô le này bà con tắt máy là khóa xăng. Khóa xăng là tắt máy, đơn giản vậy đó. Con này nặng lắm nha, của Mỹ mà. Lóc bên cô le, lắp slash bên cô le. Chụp hông cô le đầy đủ luôn nha. Chiếc qua Mỹ nè, Canada, EU, Australia và New Zealand. Trong vô có mã số luôn, ghê không? Làm chắc chắn vậy đó. Cái đồ ghi nó chắc nè, chắc chắn mà con. Rất là cứng cáp nha. Cu le của Mỹ. Rồi một chục cò này ngon lắm mà. Quá đẹp. Có 25 ly. Ôi à, mã số đóng ghê thiệt, có lửa chứ. Đặc biệt cái nắp slash nó có chụp luôn nè. Có chữ cu le luôn nè. Đẹp. Rồi con nào có nhu cầu luôn là 088 635 6707. Cooler của Mỹ. Rồi con nào có nhu cầu luôn là 088 635 6707. Đẹp thiệt chứ.